Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Hồng Đào Audio, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu, chiêm nghiệm những bài học sâu sắc từ cuộc sống và áp dụng những triết lý vĩnh cửu để sống một cuộc đời mạnh mẽ, bình an và đầy ý nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện thực sự gây sốc trong thế giới thể thao. Một câu chuyện không chỉ về sức mạnh thể chất, mà còn là sức mạnh tinh thần. Đó là câu chuyện của Mike Tyson, huyền thoại quyền Anh, người đã vượt qua biết bao thử thách trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nhưng vẫn phải đối mặt với một trận thua đầy bất ngờ trước Jake Paul, một võ sĩ trẻ hơn ông đến 31 tuổi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải là thất bại trong trận đấu, mà là câu chuyện đằng sau nó. Mike Tyson đã tiết lộ sự thật gây sốc rằng, trước khi bước lên võ đài đối đầu với Jake Paul, ông đã từng suýt chết chỉ vài tháng trước đó. Trong suốt thời gian hồi phục, ông đã chiến đấu không chỉ với những đau đớn thể xác mà còn với chính bản thân để trở lại và chiến đấu một lần nữa. Vậy liệu có gì ẩn sau chiến thắng tinh thần của Tyson? Làm thế nào để ông vượt qua được một thử thách lớn như vậy và tiếp tục đứng lên, bước vào đấu trường với tâm thế của một người chiến thắng, dù kết quả trận đấu có khác đi? Hãy cùng tôi khám phá bài học quý giá từ câu chuyện của Mike Tyson áp dụng vào cuộc sống hiện đại và những nguyên lý trong chủ nghĩa khắc kỷ mà chúng ta luôn theo đuổi. Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson, một biểu tượng vượt thời gian của làng thể thao, đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi thừa nhận sự thật đầy chấn động sau trận thua trước Jake Paul. Đối với hàng triệu người hâm mộ, việc một biểu tượng như Tyson phải đối mặt với thất bại trước một võ sĩ trẻ hơn mình tới 31 tuổi là một sự kiện không dễ chấp nhận. Nhưng chính từ trận đấu này, Mike Tyson đã dạy cho chúng ta bài học sâu sắc về sự kiên định, lòng biết ơn và triết lý sống khắc kỷ. Trong trận đấu tại Dallas, Texas, Mike Tyson không chỉ đối mặt với một đối thủ trẻ trung và mạnh mẽ, mà còn với giới hạn của chính cơ thể mình. Ở tuổi 58, ông bước lên võ đài với sự tự tin không phải từ sức trẻ hay những cú đấm sấm sét từng làm nên tên tuổi, mà từ ý chí sắt đá và tinh thần không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Mặc dù trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Jake Paul, Mike Tyson khẳng định rằng việc hoàn thành trọn vẹn 8 hiệp đấu là một chiến thắng lớn của bản thân ông. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ lớn nhất. Chỉ vài tháng trước trận đấu, Tyson đã phải trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến ông suýt mất mạng. Ông tiết lộ rằng vào tháng sau, ông đã mất một nửa lượng máu trong cơ thể, phải truyền máu 8 lần và sụt tới 11 kg. Đứng trước làn danh sinh tử, Mike Tyson không chỉ chiến đấu để giành giật sự sống, mà còn để tìm lại sức khỏe, chuẩn bị cho ngày trở lại võ đài. Mike Tyson chia sẻ, "Tôi đã thất bại trước Jake Paul, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng. Tôi biết ơn trận đấu này, biết ơn vì tôi có thể đứng trên võ đài, đối mặt với thử thách và chứng minh điều gì đó cho bản thân mình. Tôi đã chiến đấu không phải để giành lấy chiến thắng trên bảng điểm, mà để chiến thắng chính bản thân tôi." Sự thành công của Mike Tyson không nằm ở kết quả trận đấu, mà ở cách ông đối mặt với thất bại. Với nhiều người, một trận thua trước đối thủ trẻ tuổi hơn, tài năng hơn, có thể là dấu chấm hết. Nhưng với Tyson, đó là một cơ hội để khẳng định giá trị bản thân vượt qua những con số trên bảng điểm. Câu chuyện của ông nhắc nhở chúng ta rằng, sức mạnh thực sự không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà là khả năng đứng dậy và bước tiếp với lòng can đảm lớn hơn. Tyson không chỉ thi đấu để chiến thắng Jake Paul, ông thi đấu để vượt qua giới hạn của chính mình, biến nỗi đau thể xác và tinh thần thành động lực để tiến về phía trước. Mike Tyson là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự chấp nhận, một trong những triết lý cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ. Thay vì che giấu những thất bại hay tìm cách biện minh cho trận thua trước Jake Paul, ông đã công khai chia sẻ sự thật và thể hiện lòng biết ơn đối với những gì mình đã trải qua. Ông không xem thất bại là dấu chấm hết, mà là một phần của hành trình sống, một bài học cần thiết để trưởng thành. Không hối tiếc, không than phiền. Câu nói của Mike Tyson sau trận đấu đã khắc họa rõ nét tư duy này. Trong triết lý khắc kỷ, việc chấp nhận hoàn cảnh là bước đầu tiên để tìm ra sức mạnh vượt qua nó. Marcus Aurelius, vị hoàng đế kiêm triết gia khắc kỷ, từng viết, "Nếu bạn đau khổ vì bất cứ điều gì từ bên ngoài, sự đau khổ đó không phải do điều đó gây ra, mà là cách bạn nhìn nhận nó.
và bạn có sức mạnh để thay đổi cách nhìn nhận ấy bất cứ lúc nào. Mike Tyson đã chọn cách nhìn nhận thất bại của mình không như một thất bại, mà như một bài kiểm tra để ông chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân. Khi thừa nhận rằng việc hoàn thành trận đấu đã là một chiến thắng, ông không chỉ truyền cảm hứng cho những người hâm mộ, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Không có thất bại nào là vô nghĩa nếu chúng ta biết cách rút ra bài học từ nó. Sự biết ơn cũng là một yếu tố quan trọng trong hành trình này. Tyson không quên nhấn mạnh lòng biết ơn đối với cuộc sống, dù phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng chỉ vài tháng trước đó. Ông biết ơn trận đấu, biết ơn cơ hội được sống và thi đấu, và biết ơn những trải nghiệm đau đớn đã giúp ông trưởng thành. Đây là một bài học quý giá. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, vẫn luôn có điều gì đó để biết ơn. Chính lòng biết ơn này đã trở thành ngọn lửa giúp Tyson vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Một trong những câu nói ấn tượng nhất của Mike Tyson sau trận đấu là: "Tôi không muốn chứng minh bất kỳ điều gì với ai ngoài bản thân mình." Điều này phản ánh một nguyên tắc quan trọng trong triết lý khắc kỷ. Chiến thắng lớn nhất không phải là chiến thắng đối thủ, mà là chiến thắng chính mình. Tyson đã từng bước qua những khoảnh khắc đầy thử thách trong đời, từ sự nghèo khó trong tuổi thơ, những sai lầm dẫn đến tù tội, đến các cuộc đấu tranh với sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng ở mỗi giai đoạn, ông đều chứng minh rằng sức mạnh thực sự không phải là không bao giờ gục ngã, mà là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trong trận đấu với Jake Paul, Tyson không chỉ đấu với đối thủ trẻ hơn, nhanh hơn và khỏe hơn. Ông còn đấu với cơ thể mình, một cơ thể vừa trải qua một biến cố sức khỏe lớn, bị tàn phá bởi thời gian và những năm tháng thi đấu khắc nghiệt. Nhưng thay vì để những hạn chế đó làm nhụt chí, Tyson đã biến chúng thành động lực để thúc đẩy bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, "Tôi đã bị chấn thương, nhưng đó không phải là lý do biện hộ." Triết lý này gợi nhớ đến những lời dạy của Epictetus, một nhà triết học khắc kỷ nổi tiếng. Chúng ta không thể kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mình phản ứng trước chúng. Mike Tyson đã chọn cách phản ứng với hoàn cảnh bằng sự kiên định, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với chính mình. Mike Tyson khẳng định rằng, trận đấu với Jake Paul không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Ngay cả khi tuổi tác không còn đứng về phía ông, Mike Tapp vẫn hướng tới những thử thách mới, với mục tiêu đối đầu Logan Paul, anh trai của Jake Paul. Điều này cho thấy ông không chỉ là một võ sĩ, mà còn là một người không ngừng tìm kiếm sự hoàn thiện bản thân. Triết lý sống này hoàn toàn phù hợp với quan điểm khắc kỷ. Cuộc sống không phải là một đường thẳng đến sự hoàn hảo, mà là một hành trình liên tục của sự cải thiện. Tyson biết rằng mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, đều là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Như Seneca từng nói, chúng ta không ngừng sống để hoàn thiện mình, và toàn bộ cuộc đời là một quá trình học tập. Mike Tyson đã sống đúng với triết lý này, biến từng trải nghiệm, dù là đau khổ hay thành công, thành một bài học để tiến về phía trước. Mike Tyson không chỉ gây ấn tượng bởi những cú đấm mạnh mẽ, mà còn bởi sự khéo léo trong lời nói sau trận đấu. Những chia sẻ chân thành, không biện hộ và tràn đầy sự biết ơn của ông đã khiến khán giả nhìn nhận thất bại của ông theo cách hoàn toàn khác. Đây chính là một biểu hiện tinh thần khắc kỷ trong việc kiểm soát lời nói, khẩu. Triết lý khắc kỷ coi lời nói là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để thể hiện phẩm chất và ý chí của một con người. Epictetus từng dạy, chúng ta có hai tai và một miệng để lắng nghe nhiều hơn là nói. Mike Tyson đã sử dụng lời nói của mình để truyền cảm hứng, không phải để than phiền hay trách móc. Ông khẳng định, tôi không muốn chứng minh bất kỳ điều gì với ai ngoài bản thân mình. Đây không phải là lời bào chữa, mà là một tuyên bố đầy sức mạnh, thể hiện rằng ông không bị ảnh hưởng bởi những định kiến hay áp lực từ bên ngoài. Mike đã chọn cách sử dụng lời nói để xây dựng hình ảnh của mình như một người không ngừng cải thiện và chấp nhận mọi thử thách với lòng dũng cảm. Những lời nói của Tyson cũng cho thấy tầm quan trọng của việc giao tiếp trung thực với chính mình và người khác. Ông không giấu giếm về những khó khăn mình đã trải qua, từ biến cố mất máu đến những tổn thương tâm lý và thể chất. Tuy nhiên, thay vì dùng những câu chuyện đó để đòi sự thương hại, ông đã biến chúng thành bài học về sự kiên cường và ý chí vượt khó. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta. Hãy sử dụng lời nói để xây dựng, không phải để phá hủy.
Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy tập trung vào việc lan tỏa cảm hứng và giá trị tích cực. Hãy để lời nói trở thành một công cụ giúp cải thiện chính mình và những người xung quanh, như cách Mike Tyson đã làm. Một trong những điểm nổi bật trong hành trình trở lại võ đài của Mike Tyson là cách ông kiểm soát ý nghĩ của mình. Trong triết lý khắc kỷ, ý nghĩ là trung tâm của mọi hành động. Marcus Aurelius từng viết: "Chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn." Mike Tyson đã thể hiện rõ khả năng làm chủ suy nghĩ khi đối diện với cả thử thách lẫn thất bại. Ông không cho phép mình bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực như việc quá tập trung vào tuổi tác, thể trạng hoặc sự thua kém trước đối thủ trẻ hơn. Thay vào đó, ông giữ vững niềm tin rằng chỉ cần mình còn đứng trên võ đài, điều đó đã là một chiến thắng. Ông chia sẻ rằng: "Tôi biết ơn trận đấu đêm qua, tôi đã bị chấn thương, nhưng điều đó không phải là lý do biện hộ. Sự tập trung vào hiện tại và những gì mình có thể kiểm soát là minh chứng rõ ràng cho một tâm trí đã được rèn luyện qua những năm tháng khắc nghiệt." Tyson không để những gì nằm ngoài tầm kiểm soát, như tuổi tác hay kết quả trận đấu, làm lung lay ý chí của mình. Triết lý này cũng có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi đối diện với những khó khăn, thay vì bị ám ảnh bởi những điều không thể thay đổi, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm tốt hơn. Hãy tự hỏi bản thân: ý nghĩ này có giúp ích cho mình không? Nếu câu trả lời là không, hãy học cách buông bỏ và thay thế bằng suy nghĩ tích cực. Tyson cũng nhấn mạnh rằng ông không thi đấu để chứng minh điều gì với người khác, mà để vượt qua chính mình. Đây chính là tinh thần khắc kỷ đích thực. Cuộc chiến quan trọng nhất không phải với người ngoài, mà với chính những giới hạn, nỗi sợ và sự nghi ngờ của bản thân. Mike Tyson không chỉ nói về sự mạnh mẽ, mà ông thực sự sống theo cách đó. Sự đồng nhất giữa lời nói, ý nghĩ và hành động của ông đã tạo nên hình ảnh một nhà vô địch thực thụ, không chỉ trong thể thao mà cả trong đời sống. Ông bước lên võ đài với mục tiêu chiến thắng bản thân, chứ không phải để lấy lòng khán giả hay chứng minh điều gì với thế giới. Điều này phản ánh sự tự do nội tâm, một giá trị cốt lõi của triết lý khắc kỷ. Bằng cách làm chủ lời nói và ý nghĩ, ông đã tạo ra những hành động mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Hành trình của Mike Tyson cho thấy rằng, khi lời nói và ý nghĩ được định hướng đúng đắn, chúng sẽ dẫn đến những hành động mạnh mẽ và ý nghĩa. Hành động đó có thể là việc đứng dậy sau mỗi thất bại, kiên cường trước những thử thách, hoặc đơn giản là thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống. Mike Tyson không chỉ là một biểu tượng trong làng quyền Anh, mà còn là tấm gương về sự kiên cường, lòng biết ơn và khả năng tái tạo cuộc sống sau mỗi thất bại. Cuộc hành trình của ông từ một tuổi thơ khó khăn, sự vinh quang trên đỉnh cao, cho đến những cú ngã đau đớn và sự trở lại đầy cảm hứng, chính là minh chứng sống động cho triết lý khắc kỷ áp dụng vào cuộc sống hiện đại. Tyson đã thể hiện một cách rõ ràng cách ông không ngừng tu sửa nhân cách, rèn luyện tâm hồn, kiểm soát lời nói và làm chủ ý nghĩ, những giá trị cốt lõi trong triết lý khắc kỷ. Đây là những bài học mà mỗi chúng ta có thể áp dụng để vượt qua khó khăn và xây dựng cuộc sống ý nghĩa hơn. 1. Tu sửa nhân cách, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hành trình của Mike Tyson dạy chúng ta rằng sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân không bao giờ là điều dễ dàng. Ông không chỉ chiến đấu trên võ đài, mà còn đối diện với những trận chiến nội tâm khốc liệt. Từ việc vượt qua tuổi thơ nghèo khó, chiến thắng những cám dỗ của danh vọng, cho đến việc đứng dậy sau mỗi thất bại, Tyson luôn không ngừng cải thiện và hoàn thiện nhân cách. Như triết lý khắc kỷ nhắc nhở, đừng cố trở thành người giỏi nhất trong mắt người khác, mà hãy cố trở thành người giỏi nhất trong mắt chính mình. Tyson đã sống đúng tinh thần này, và đó cũng là điều mà mỗi chúng ta nên học hỏi. 2. Rèn luyện tâm hồn, tìm kiếm sự bình an từ bên trong. Tâm hồn của Mike Tyson không bị lung lay trước những biến cố lớn lao. Khi ông mất một nửa lượng máu trong cơ thể, hoặc khi thất bại trước một đối thủ trẻ hơn mình đến 31 tuổi, ông không để sự tuyệt vọng chi phối. Thay vào đó, ông đón nhận mọi chuyện với lòng biết ơn và sự thanh thản. Việc rèn luyện tâm hồn giúp Tyson không chỉ sống sót qua những thử thách khắc nghiệt, mà còn tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện ngay trong những khoảnh khắc tưởng chừng đau đớn nhất. Đây chính là bài học quý giá để chúng ta học cách đối diện và chuyển hóa nỗi đau, tìm kiếm sự bình an từ bên trong.
3. Kiểm soát lời nói. Sức mạnh của sự chân thành. Mike Tyson đã sử dụng lời nói của mình không chỉ để chia sẻ câu chuyện cá nhân, mà còn để truyền cảm hứng và lan tỏa sự tích cực đến mọi người. Ông không tìm cách đổ lỗi hay biện minh, mà chọn cách nói sự thật với lòng biết ơn và sự chân thành. Khắc Kỳ dạy rằng, lời nói của bạn là cánh cửa đến nhân cách của bạn. Tyson hiểu rằng lời nói có thể xây dựng hoặc phá hủy, và ông đã chọn cách sử dụng nó như một công cụ để xây dựng mối liên kết tích cực với người khác, cũng như củng cố niềm tin vào chính mình. 4. Làm chủ ý nghĩ. Nền tảng cho mọi hành động. Cuộc sống của Mike Tyson là minh chứng cho việc làm chủ ý nghĩ có thể dẫn đến những hành động mạnh mẽ và ý nghĩa. Ông đã vượt qua nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và những suy nghĩ tiêu cực để tập trung vào những gì ông có thể kiểm soát. Marcus Aurelius từng viết, bạn có sức mạnh để định hình cuộc sống của mình. Đừng lãng phí nó vào những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Mike Tyson đã sống theo tinh thần này khi ông không để tuổi tác, dư luận hay kết quả trận đấu định nghĩa con người mình. Câu chuyện của Mike Tyson không chỉ là câu chuyện về một tay đấm huyền thoại, mà còn là hành trình của một con người không ngừng vươn lên, không ngừng hoàn thiện và truyền cảm hứng. Ông đã biến nỗi đau thành sức mạnh, thất bại thành bài học, và những khó khăn thành động lực để tiếp tục tiến lên. Triết lý khắc kỷ, khi áp dụng vào câu chuyện của Mike Tyson, mang lại những bài học quý giá cho mỗi chúng ta trong việc tu sửa nhân, tâm, khẩu, ý. Đó là, hãy sống chân thành, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Hãy rèn luyện tâm hồn để tìm kiếm sự bình an trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy sử dụng lời nói để lan tỏa sự tích cực và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Và cuối cùng, hãy làm chủ ý nghĩ để biến chúng thành nền tảng cho mọi hành động. Mike Tyson đã nói rằng, tôi không thi đấu để chứng minh điều gì với người khác, mà để vượt qua chính mình. Đây là thông điệp mạnh mẽ mà ông gửi đến tất cả chúng ta, rằng mỗi ngày là một cơ hội để vượt qua chính mình, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế giới. Vậy bạn có sẵn sàng bước lên võ đài của chính mình và sống theo tinh thần khắc kỷ để tu sửa nhân, tâm, khẩu, ý không? Hãy bắt đầu ngay hôm nay, bởi hành trình chinh phục bản thân chính là hành trình đáng giá nhất mà bạn có thể trải qua. Nếu bạn cảm thấy được truyền cảm hứng từ câu chuyện này, hãy ấn nút thích để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ nó với bạn bè và để lại ý kiến dưới đây với suy nghĩ của bạn hoặc những câu chuyện thiền mà bạn muốn nghe tiếp theo. Đồng thời, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những khoảnh khắc truyền cảm hứng và yên bình tiếp theo của chúng tôi. Sự tương tác của các bạn là nguồn động viên cho hành trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trên con đường trí tuệ và giác ngộ cùng chúng tôi.